Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTT Shop. Trong video lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Auto Reboot trên router Mirotic để tự khởi động lại router theo lịch trình nhé. Như chúng ta đều biết thì reboot là việc mà chúng ta tác động để cho thiết bị khởi động lại và tiếp tục hoạt động bình thường. Khác với reset thì reset sẽ làm mất hết cấu hình và đưa thiết bị về trạng thái như ban đầu. Khi đó chúng ta sẽ phải cấu hình lại để mạng hoạt động được. Còn với reboot thì đơn giản là khởi động lại thôi, các cấu hình vẫn được giữ nguyên. Vậy một thiết bị đang chạy bình thường thì tại sao cần phải reboot? Đơn giản là vì reboot có rất nhiều tác dụng. Thứ nhất là khởi động lại có thể giải phóng tài nguyên. Trong quá trình hoạt động thì router sẽ lưu trữ khá là nhiều thông tin tạm thời như là bộ nhớ cache, dữ liệu RAM. Việc reboot sẽ giúp giải phóng bộ nhớ, giúp router hoạt động trơn tru hơn. Thứ hai là khắc phục được một số lỗi tạm thời đang gặp phải. Bởi vì khi thiết bị hoạt động trong một thời gian dài thì có thể gây ra các cái quá tải về bộ nhớ, lỗi tiến trình hoặc là cấu hình bị xung đột, khiến một số lỗi phát sinh. Reboot sẽ giúp làm sạch bộ nhớ, đóng các cửa sổ đang mở và khởi động lại các ứng dụng, giúp khắc phục được một số cái lỗi tạm thời này. Thứ ba là ngăn ngừa các xung đột. Nhiều thiết bị cùng hoạt động có thể gây ra các xung đột về phần cứng hoặc băng thông, gây ra mạng chậm. Reboot sẽ giúp thiết bị khởi động lại và tránh các xung đột này. Thứ tư là thiết lập lại các cái kết nối và làm mới bảng định tuyến, giúp cải thiện hiệu suất mạng. Và cuối cùng là ngăn ngừa quá tải. Việc chạy liên tục các thiết bị có thể khiến thiết bị trở nên quá nóng. Reboot sẽ giúp thiết bị nghỉ ngơi và làm mát, tránh tình trạng quá tải. Và đó là những công dụng của reboot. Tuy nhiên thì việc khởi động lại cũng gây gián đoạn kết nối trong một khoảng thời gian và cần phải thao tác thủ công. Do đó thì cần phải lựa chọn thời điểm thích hợp để reboot. Và auto reboot theo lịch trình trong Mirotic chính là chức năng hữu ích để chúng ta thực hiện việc này. Trên giao diện Winbox, các bạn vào mục System và chọn Scheduler. Scheduler là một chức năng mà chúng ta có thể kích hoạt thực thi các tập lệnh tại một thời điểm cụ thể đã được lên lịch trước. Tại đây các bạn có thể ấn dấu cộng để thêm một lịch mới. Trong thẻ New Schedule đầu tiên chúng ta sẽ phải đặt tên cho hành động này. Ví dụ mình sẽ đặt là Daily Reboot. Tiếp theo là ngày bắt đầu. Các bạn chọn ngày bắt đầu phù hợp để reboot. Mình sẽ đặt là ngày hôm nay luôn. Tương tự bên dưới là giờ bắt đầu. Ở đây chúng ta có thêm một option nữa là Startup. Khi mà chúng ta chọn Startup và Interval bên dưới là 0 thì router sẽ bắt đầu thực thi tập lệnh 3 giây sau khi mà hệ thống khởi động. Tức là mỗi khi router khởi động thì tất cả các tập lệnh có Start Time là Startup sẽ được thực thi một lần. Nếu Interval được đặt thành giá trị khác 0 thì Scheduler này sẽ không chạy khi khởi động. Mình sẽ để thời gian reboot bắt đầu từ 2-3 giờ 5 phút nhé. Mục Interval sẽ xác định khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp thực thi kể từ thời gian Start Time. Mình muốn reboot sau 24 giờ thì mình sẽ đặt là 24 giờ. Còn nếu các bạn muốn reboot sau nhiều ngày thì có thể điền thêm số ngày ở đằng trước. Hoặc là chỉ reboot một lần thì sẽ đặt ngày, giờ, phút đều là 0. Và dưới đây là các policy được kích hoạt theo lập lịch. Ở đây chúng ta cần reboot nên sẽ chỉ tích vào reboot thôi nhé. Bộ đếm về run count để theo dõi việc sử dụng các tập lệnh. Nó sẽ tăng lên một giá trị khi mà một tập lệnh được chạy. Cuối cùng là phần on event. Đây là tên của tập lệnh mà chúng ta cần phải điền để hệ thống thực thi. Với reboot thì các bạn sẽ nhập là system reboot. Lưu ý nếu các bạn không nhập tên tập lệnh này ở đây thì router sẽ không tự động khởi động lại. Sau khi cấu hình xong thì các bạn nhấn Apply và OK để lưu lại. Phần cấu hình chỉ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đến 2-3 giờ 5 phút để xem lại hệ thống có tự khởi động lại không nhé. Vậy là router của chúng ta đã tự reboot lại theo thời gian đã cài sẵn và sẽ mất khoảng 15 đến 20 giây để router khởi động lên lại. Và đây là toàn bộ video hướng dẫn tự động reboot theo lịch trình trên router Mirotic của CNTT Shop. Nếu các bạn có thắc mắc thì hãy để lại comment bên dưới để mọi người cùng trao đổi. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.